Rồi máy nổ trực bãi Thanh Bình xin chào bà con nha bà con. Đó, hôm nay là máy nổ trực bãi Thanh Bình lên cho bà con một cái lô máy mới đó nè ha. Hàng GB nhập khẩu nguyên con ha. Bà con thấy á là 2 4 6 8 10 mười mấy cái máy về ha, về liên tục. Nói chung ra là hàng lúc nào cũng về liên tục cho bà con mình ha. Bởi vì bà con mình có cái nhu cầu đặt hàng rất là nhiều. Thì hôm nay là máy nổ trực bãi Thanh Bình để cho về những hàng GB này, dòng GB này hiện tại bán ra thị trường rất là chạy nha bà con. Chạy ở chỗ đặc điểm của nó, đồ đạc của nó rất là dày dặn, sơn tĩnh điện nha bà con. Nó hàng đã qua kiểm định đàng hoàng nhập khẩu nguyên con nên bảo hành cho bà con mình một năm sử dụng ha. Nên nó là hàng này bây giờ khách hàng rất là ưa chuộng, xài rất là nhiều. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, cái độ tiết kiệm xăng của nó là hiện tại bây giờ nó sánh đối với Honda Thái á, thì Honda Thái giờ không kịp nó nữa rồi ha. Không kịp ở cái chỗ là Honda Thái á, thì hao xăng hơn nó, độ bền không lại nó ha, độ tiết kiệm xăng cũng không lại đó, mà Honda Thái hiện tại bây giờ giá cao hơn ha. Nên nó là dòng này hiện tại bây giờ đang hot trên thị trường. Thì vô cái phần bán máy, thì trước tiên thì máy nổ nhật bãi Thanh Bình sẽ giới thiệu cho bà con cái dòng cái dàn cầu ha. Đó, bộ dàn cầu, bộ dàn cầu thì bên máy nổ nhật bãi Thanh Bình có về cái bộ dàn cầu đi nóc 304 nha bà con ha. Nóc 304 ha, cái tem này thì bà con nói ai dán cũng được ha. Bây giờ mình sẽ chỉ những cái điểm mà 304 của nó nằm ở trên cần trên ống này cho bà con mình tham khảo ha. Nó trên ống cho bà con mình tham khảo, bỏ lên nó đóng đâu đây nè, bây giờ không biết nó nằm ở đâu nữa. Nó có đóng 304 trên cả ống này hoàng nha bà con. Đó, dàn cầu đi nóc 304. Cái này á, dàn cầu nóc 304 này á, thì nó mình có rất là nhiều loại. Nè ha. À, Honda nhông nè, Honda trơn nè, quăng gua nhông nè, quăng gua trơn nè ha, từ dòng máy lớn tới dòng máy nhỏ. Ví dụ như cái dòng Honda 5.5 đến 7.8 là dàn cầu nó xài chung ha. Rồi từ 8 ngựa, từ 9 ngựa trở lên 13 tới 20 ngựa mình cũng có luôn ha. Thì bà con cần cái loại nào thì cứ liên hệ với mình. Thì hiện tại mình đang giới thiệu là bộ dàn cầu Honda 5.5 trơn ha. 5.5 trơn. Thì nguyên bộ dàn cầu đi nóc 304 như vậy ha. Một bộ dàn cầu như vậy. Cái kiểu này là kiểu của Kiên Giang nha bà con. Nó thì cái kiểu này là hiện tại của dòng mình là ở ấp An Thạnh, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang ha. Bà con nào coi video mà có gần gần thì lại tới tiệm mình mua luôn ha. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bộ kiểu này là kiểu của Kiên Giang ha. Đồ đạc rất là dày dặn nha bà con ha. Bát kẹp, kẹp 3 bát đàng hoàng ha. Đó, bát kẹp rất là dày dặn nè, về rất là chắc chắn ha. Đặc biệt dấu hàng của nó thì đặc biệt cái dàn dấu hàng của nó thì hàng rất là dày dặn ở cái chỗ là mình cái dàn cầu này dàn cầu đặc, nó làm bên cho máy nổ cho bãi Thanh Bình. Nó nên nó là bán ra thị trường cho bà con rất là an toàn ha. Nó ở đây cái gù máy của nó thì nó sẽ ốc tiếp 34 27 rất là dày dặn ha. Đó, đây đồ đạc của nó là chất lượng, có xỏ khâu cho bà con mình luôn nè ha. Ở đây nó sẽ hai ngấn chịu được cái dàn cầu ha, cho bà con mình xài rất là ok ha. Đó thì bộ này thì nó gồm một cái dàn cầu như vậy ha. Đó. Và một cái ống tiếp hai dài đây, ống tiếp nó nóc 304 đàng hoàng ha, dài 2m nha bà con. Này là mình đang giới thiệu cái dòng 2m. Còn bà con cần cái những cái dòng 2m4, 2m5, 2m5 gì đó thì cứ liên hệ với máy nổ cho máy Thanh Bình ha. Phần đó thì mình sẽ tính tiền thêm cái độ dài ha. Đây là ống tiếp. Đây mình sẽ hàng bánh lấy nước sẵn cho bà con mình luôn nè. Rồi á, đóng bạc hoặc là quấn mặt dây thì bà con cứ liên hệ với mình ha. Đó, làm sẵn cho bà con mình một bộ như vậy. Đó, đây là một cái ống cái cốt lắp dài cũng 2m luôn nha bà con, dài cũng 2m ha. Đó, tiện đồ ăn sẵn cho bà con mình. Một bộ nó thì nó gồm là một cái dàn cầu, một cái bọc tiếp và một cái cốt. Đó ha. Gồm một cái gạt băng đạn như vậy ha, em đạn. Thằng này rất là xịn sò nha bà con, đạn trong xài rất là bền. Đó là đây. Tán cốt nè, ốc ác bù lon còn sẵn hết trơn nha bà con. Đó, đủ bộ cho bà con là ốc đi nóc đàng hoàng ha. Đủ bộ hết trơn cho bà con luôn nè. Đó, ốc tán đầy đủ cho bà con mình ha. Ốc tán đầy đủ cho bà con mình là không thiếu bất cứ món gì. Đó, và tặng kèm theo cho bà con là một cái bố gù và cái đế gù ha. Đó, rồi. Như cái bộ này thì máy nổ cho bãi Thanh Bình kèm theo cho bà con là F5 trứng vịt, đó là đi nóc 316 nha bà con, là tốt hơn vịt 304 mình nói nè ha. Đặc biệt của nó là cái này, nó là cái vịt vên ha. Vịt này thì chạy thứ nhất là bắt nước giọt, thứ hai nữa là chống dính gác nha bà con. Đó, thì chọn bộ như gió nói như vậy. Đó, chọn bộ như vậy thì mình sẽ bán cho bà con với cái giá tiền 2 triệu bao ship tận nhà cho bà con mình ha. Đó, 2 triệu bao ship tận nhà. Còn cái dàn cầu nhông thì nó là 2 triệu 2,
2,2 triệu thì nó có gồm gì mình cũng báo cho bà con luôn. Là nhông thì nó sẽ đổi với cái này thành chiến dịch này ha, là mỗi dàn cầu nhông nó chạy ba cánh đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái dàn cầu của nó là dàn cầu xéo qua một bên ha, nên giá thành nó mắc hơn 200 ngàn các bà con, mắc hơn 200 ngàn. Thì bây giờ chọn bộ của nó thì mình đã báo cho bà con xong rồi ha. Đó, tiếp theo là đến máy. Máy thì bữa nay là máy nổ Nhật Bãi Thanh Bình về những cái dòng GB mẫu mới của năm 2024 nha. Nó dòng GB nó 7.225 7.8 HB, có đề không đề, cốt chiền có đề, cốt chiền không đề, rồi cốt thẳng có đề, cốt thẳng không đề. Đặc biệt là mình có dòng là 390 14 HB, cốt chiền không đề, có đề có luôn ha, không đề có đề hết. Thì hôm nay mình về cho mình giới thiệu cho bà con những cái mẫu mà hàng mới về thôi ha, và báo giá cho bà con ha. Bà con cần sử dụng cái này thì liên hệ với mình. Tiếp theo là con này là 390 14 HB, con này có đề ha, cốt thẳng đó, có đề cốt thẳng nha bà con. Đó, có đề cốt thẳng này ha, máy rất là chất lượng nha bà con, rất là đẹp ha, rất là xịn sò, ok ha. Đó thì bây giờ xích gần thôi. Bây giờ trước tiên là mình giới thiệu cho bà con cái con GB 225 có đề đi ha. Đây, con này là GB 225 hàng Johnson Power GB 7.8 HD, model Infiorex nó model ha. Nó đồ đạc của nó là được sơn bằng tĩnh điện nha bà con, sơn bằng tĩnh điện ha, rất là dày dặn, rất là chất lượng. Áo yếm của nó từ tĩnh điện nên bà con xài dùng nước mặn nước ngọt gì nó cũng là yên tâm ha. Bắt nó đời mới, đặc biệt con này là GB 225 cốt thẳng có đề nha bà con, 7.8 HD. Thì cái dòng 7.8 HD này á thì bà con mình vô á, nhiều khi vô comment thấy á, là hỏi máy nổ Nhật Bãi Thanh Bình á, là tại sao cái dòng GB 225 7.8 HD thì nó lớn quá ha, công suất rất là mạnh, chấp nhận là mạnh, nhưng á, là hỏi á, máy nổ Nhật Bãi Thanh Bình có tiết kiệm xăng không, thì máy nổ Nhật Bãi Thanh Bình xin trả lời bà con mình ha. Cái dòng GB 225 này bà con lấy cái con máy Honda Thái Lan 6.5 HP thôi ha, 6.5 HP bà con thử với con 225 này thì bảo đảm cho bà con một câu vinh dự là cái con 225 này tiết kiệm xăng hơn con GB 6.5 HP của Thái Lan. Nó bởi vì nó rất là tiện luôn bà con, bởi vì bên công ty người ta đã kiểm định rồi ha, người ta báo xuống bên nhà phân phối nó, thì mình nó là phân phối dòng bên GB 225 này thì bên máy nổ Nhật Bãi Thanh Bình sẽ cung cấp thông tin đủ cho bà con ha, đặc biệt đồ và sơn tĩnh điện ha. GB 225 thùng xăng rất là dày dặn, rất là chắc chắn nha bà con, độ bền nó rất là cao luôn, đặc biệt độ này rất là bền mà nhảy chạy tiết kiệm nhiên liệu ha. Nó nắp của nó rất là chất lượng nha bà con, nó nắp có dây sẵn này ha. Nó trời đang mưa nghe bà con, nên bà con cũng dán thông cảm lắng nghe cho máy nổ Nhật Bãi Thanh Bình ha, đang mưa đó. Đó, nắp xăng rất là ok ha. Nó khi bà con nhận cứng lại nó sẽ tới đó tự động nó nghỉ, không cứng được nữa, khi mở ra rất là nhẹ nhàng ha. Đó, cái dòng này thì nó có sẽ có dây dài sẵn trong này luôn, bà con mình sử dụng đó là mình để nó sợ không sợ văng sợ rớt đụng xong nè, đúng chưa ha. Đó, mất cái nắp xăng cái nó ổn lắm luôn bà con, nắp xăng tốt dữ lắm, tốt ha. Đó rồi, tiếp theo dòng này là có đề nha bà con. Đó, có đề tự sạc bình ha, có đề tự sạc bình, bà con mình chạy dùng xong nước hay là muốn cần vợ con mình hay là cha mẹ mình gì đó, đó là muốn cần thiết đi ruộng đi nương đi thăm gãy hoặc đi đám đi tiệc thì người ta cần này. Nó nói chung ra là mấy người già với người phụ nữ là ta ngại nhất là cái vụ giật ha, thì bây giờ ta cần thiết là ta xuống cái bấm đề nó chạy ha, rất là gọn luôn nha bà con. Nó củ đề rất là xịn sò ha. Đó, đề nó này có số xe ghi tem mạc, nó sẽ đóng như này đàng hoàng, nó đã qua kiểm định đàng hoàng nha bà con. Đó, số xe ghi đàng hoàng ha. Thì dòng GB 225 này á thì đối với dòng GB á, dòng bán hàng GB này thì máy nổ Nhật Bãi Thanh Bình sẽ bảo hành cho bà con mình 1 năm sử dụng ha. Đó thì bà con đây, khi bảo hành cho bà con là mình sẽ ghi cái thông tin này lại ha. Thông tin này lại, khi bà con á đọc cái số xe cái điện thoại tên người mua thì mình sẽ tra trên máy, nó sẽ có cái hệ thống nó sẽ được bảo hành cho bà con mình đàng hoàng ha. Đó, đặc biệt cái dòng này á là cũng nói với bà con luôn, đồ đạc của nó rất là dày dặn, rất là chất lượng ha, từng mẫu mã từng con ốc làm đẹp từng chi tiết luôn ha, ngắn dày dặn đàng hoàng ha, số xe ghi trên con ốc đàng hoàng nè. Đó, đặc biệt lốc của nó rất là dày dặn nha bà con, rất lốc rất là tốt luôn. Dòng này á thì hiện tại á
là nó nặng ký hơn mấy cái dòng mà máy thường của 6.5 HP Osaka này kia đâu hen, là cỡ khoảng 2 kg á bà con. 2 kg thì nhôm của nó rất là dày dặn, đồ của nó rất là chất lượng nha bà con, từ thùng xăng, bô lửa, bô e lóc này kia nó cũng dày dặn hơn cái dòng Osaka ha, nên nó chạy rất là bền. Đặc biệt cái dòng này hàng nhập khẩu nguyên con nên sẽ có số xe ghi nằm trên nắp pilap ha. Nó nắp pilap đều số ghi trong chậu kẻ nè, bà con cứ về coi ha. Nó bô lửa của nó ha là bô đen gam bóng nè bà con ha, bô đen gam bóng. Ở ngoài là sơn tĩnh điện nha bà con. Mấy cái thằng này nói chung ra cái gẫu GB này hiện tại bây giờ á là nó cải cách, mà nó cải ra cách rất là nhiều luôn ha. Rất là nhiều ở cái chỗ là những cái món đồ của nó là sơn tĩnh điện không bà con. Nó sơn tĩnh điện thì bà con xài rất là xịn sò ha. Đây. Johnson OHV ha. Đây, ốc ác của nó rất là chất lượng nha bà con. Bình xăng của nó là Kenma, dòng bình xăng nổi tiếng nhất bây giờ ha. Nó số xe ghi nó sẽ nằm ở trên bình xăng con cho bà con luôn nè ha. Ốc ác của nó ví dụ như cây kim chỉnh gió nó có một nút đậy lại đàng hoàng ha, trên đầu này nó vẫn có số xe ghi đàng hoàng nè. Ngày tháng sản xuất đàng hoàng ha, bởi vì cái hàng này bây giờ nó chất lượng dữ lắm luôn, khách hàng xài rất là nhiều ha. Nhất là độ bền, thứ hai là tiết kiệm nhiên liệu ha, rất là ok luôn. Đây là mã vạch. Bà con mình về có ai mà sử dụng mã vạch biết thì mình chép vô đây một cái nó nổi liền ha. Nó không có nói dốc bà con được ha. Nó dòng này á, là nó lợi xăng ở cái chỗ á, thì máy nổ chục bảy thanh bình sẽ nói cho bà con luôn. Đó, nó lợi xăng ở cái chỗ là cái bô e này á, là bô e tăng tốc ha, bô e tăng tốc lấy hơi rất là dữ nè ha. Đây nó cũng có một cái đường hút hơi vô và đây cũng hút hơi vô, nó sẽ tạo một cái bộ á, là áp hút vô rất là đầy đủ, nên xăng với lượng xăng qua là không thiếu ha. Nó không lấy xăng nhiều, nó chỉ lấy hơi kéo xăng đều ha, không lấy xăng nhiều chỉ lấy hơi kéo xăng đều vô là nó chạy ha. Đặc biệt cái dòng ngoài của nó là nó xài lưới mũ ở ngoài ha, giống như là một cái miếng thảm vậy bà con ha, ở trong là bô giấy ha. Đó, bô giấy này nó xài rất là chất lượng nha bà con, bô giấy lấy hơi rất là ok. Đặc biệt bô này là bô tăng tốc đó, nên bà con sử dụng rất là ok ha. Đây, đặc biệt dòng máy xăng lấy hơi từ bình xăng, hút thẳng từ bình xăng, nó kéo xăng lên đưa vô trong nạp nén nổ xả thì nó lấy hơi lấy đủ thì xăng nó sẽ qua nhiên liệu nó đều, chứ không phải những mấy dòng máy khác. Thì máy khác nó lấy khúc lúc thiếu lúc đủ, thiếu lúc đủ, xăng lên xăng xuống, xăng lên xuống, nên cái xăng nó không ổn định ha, nên đồ đạc của nó rất là ok. Thì như con Johnson GB 25 này 7.8 HP này á, thì nó con này là cốt thẳng có đề, thì máy nổ dịch bãi thanh bình đang bán cho bà con cái giá là 4.700.000 ha, 4.700.000 đó. Thì bây giờ mình cũng nói thêm, kể bỏ mình đã nói với bà con rồi, tiền mấy cái like trước là kể từ ngày hôm nay nó máy nổ dịch bãi thanh bình bán cho bà con một con GB bao ship tận nhà, là ví dụ giá 4.700.000 này là bao ship tận nhà, tặng kèm theo cho bà con là một chai nhớt ha, nó tặng kèm một chai nhớt bao ship tặng nhà, và có chương trình ưu đãi khách hàng mua một máy tặng một món, nó tặng kèm theo cho bà con một cái chiến dịch ha. Bà con mua từ dòng GB cốt thẳng cốt chiền 225 14 HP 18 HP 20 HP máy nổ nhật bãi thanh bình vẫn tặng cho bà con kèm theo một cái chiến dịch ha, mỗi một máy mua một máy tặng một món ha, mua một máy tặng một cái chiến dịch, mua một máy thì dịch lỗi xịn nha bà con. Đội này chống chiến giác nè, AB này là hàng của Thái á, dòng này rất là chất lượng, rất là bắt nước, rất là giọt luôn ha. Thì con GB 25 này hiện tại máy nổi nhật bãi thanh bình đang bán cho bà con giá là 4.700.000 có đề, cốt thẳng có đề giá là 4.700.000 tặng kèm thêm một cái chiến dịch và một chai nhớt các bà con đó. Rồi tiếp theo là mình giới thiệu cho bà con cái mẫu mới ha, mẫu này cũng là mẫu 2024 nè ha. Đó, con này là GB 225 ha, GB 225 con này á, thì có đề cốt chiền nha bà con, có đề cốt chiền nè ha. Con này á, thì giá mình đang bán là 5.500.000 tặng cho bà con cái chiến dịch ba cánh lấy dịch bà ta. Rồi đó, con này là cốt chiền thì tặng cái dịch này ha, cốt thẳng thì tặng dịch hai cánh, còn cốt chiền thì tặng chiến dịch ba cánh ha. Đó, thấy ok chưa? Đó. Rồi như con này là GB 225 ha. Đó, GB 25 con này cốt thẳng không đề nha bà con, cốt thẳng không đề giá của nó là 4.000.000. Thì nói chung ra với bà con mình á, thì bộ hổm á, là máy nổ dịch bãi thanh bình bán chỉ có 3.800.000 thôi, mà nhưng công ty hiện tại bây giờ là nó báo lên mỗi một con 200.000 ha. Thì máy nổ dịch bãi thanh bình bán lên chứ không phải mà tặng cho bà con một cái chứng dịch mà báo giá lên không có ha. Thì nói chung ra bây giờ bất cứ bà con mua chỗ nào nó cũng giá gì hết trơn rồi bà con ơi, nó không có giá khác đâu, bây giờ giá nó đã gì hết trơn rồi ha. Con này là GB 25 7.8 HP cốt thẳng không đề giá là 4.000.000 ha. Đó.
đúng vậy. Con này á là cũng là GB225 cốt thẳng không đề, giá là 4 triệu ha. 4 triệu ha. Đó, con này á là GB225 ha. Cốt thẳng có đề, giá là 4 triệu 7 ha. Đó, thì giới thiệu cho bà con mình những mẫu máy nhỏ rồi xong ha. Đó, có đề và không đề. Đó, thì bà con cần những cái dòng nào thì cứ liên hệ trực tiếp với máy nổ Thiên Phải Thanh Bình. Rồi. Tiếp theo là đến với một cái con xà bả lửa nè. Đây, con này á, là đến từ GB là 390cc, nó GB14HB, Co Techo in da băng nha, nó Co Techo in da băng, nó da băng nha, nó da băng đàng hoàng, 390, em chất lượng của nó rất là hoàn hảo nha bà con, đặc biệt có đề ha, từ có đề tự sạc nha bà con, nó rất là dày dặn, rất là chất lượng luôn, lóc cực kỳ bóng, cực kỳ đẹp các bà con, rất là dày dặn này ha, ốc áp là có số xe ghi đàng hoàng hết trơn này ha. Cùng xăng rất là dày, bỏ cung các bà con. Đó, đây bô lửa của nó, cái cây bô này là nó làm từ bằng là sắt pha gan nha, bô đen gầm bóng luôn ha. Đó, áo bô ở ngoài cấm nóng thì nó xài là sơn tĩnh điện ha, Johnson cò OHV ha, 4-5-10 cò. Đó, bình xăng của nó là Uzi nha bà con, Uzi rất là chất lượng, mã vạch đây ha. Đó, máy rất là dày dặn, rất là chất lượng, đặc biệt đó cũng là chỉ cái bô tăng tốc đó nha bà con, bô tăng tốc ha. Đó, cho bà con coi. Đó ha, rất là dày dặn. Ở trong nó chạy bô giấy nha bà con. Nó chạy bô giấy nè. Ha, bô giấy rất là chất lượng luôn ha. Đó, rất là xịn sò. Đây. Đó, 390, cốt thẳng có đề nha bà con. Con này thì máy nổ thì phải tính nè. Đó, nó xăng rất là chất lượng nha. Đây. Đó, thấy không? Ok chưa? Rất là dày dặn luôn. Cái con 390 có đề có khoảng này thì hiện tại mình đang bán cho bà con có giá là 8 triệu mốt nha bà con. Nó 8 triệu mốt rồi. Đây. Tiếp theo con này là 14HB của 390. Thì con này á, là giá của nó bằng cái giá con kia. Mà nhưng đặc biệt con này là không đề. Đó, cốt chiền nha. Thì bà con mình cần tải nặng, tải mạnh, tải mạnh đầu đen là đạp cho nó mạnh rồi vỏ xuồng nặng thì mua con này ha. Con này là cốt chèn, nó rất là mạnh luôn. Thì mình cũng tặng thẻ kèm theo cho bà con là một cái chứng dịch ba cánh như vậy. Cốt chèn nha. Đó, tặng dịch ba cánh. Đó. Con này là cốt chèn không đề nha bà con. Đó, cốt chèn không đề. Thì con này là máy nổ Thiên Phải Thanh Bình đang bán cho bà con có giá là 8 triệu mốt bằng con cốt thẳng có đề ha. Đó. Rồi. Thì bữa nay là máy nổ Thiên Phải Thanh Bình lên cho bà con những cái dòng máy của GB từ 7.8HB đến 20HB ha. Đó. Từ 7.8HB nè, 14HB nè, 18HB nè, 20HB, thẳng không đề, có đề, có đủ hết trơn nha bà con. Đó, dàn cầu có luôn, chứng dịch có luôn. Đó, bà con cần đủ bộ thì máy nổ Thiên Phải Thanh Bình sẽ gửi đủ bộ cho bà con mình ha. Đó, từ cốt chèn, cốt thẳng có đề, không đề, có đủ. Đó, bà con cần cái dòng nào thì cứ liên hệ trực tiếp với máy nổ Thiên Phải Thanh Bình. Rồi, mua quá nha bà con, mà bán còn cố gắng gắn nghe gì cho máy nổ Thiên Phải Thanh Bình ha. Điện liên hệ với máy nổ Thiên Phải Thanh Bình qua số điện thoại trên màn hình. Đó, số đó là số Zalo của máy nổ Thiên Phải Thanh Bình luôn ha. Máy nổ Thiên Phải Thanh Bình xin chào bà con, hẹn là bà con trong cái live tiếp theo nha bà con.